Vô con sải ra, số mấy bự. Vô con sải á. Số à. Tôm hả? Khoan, để tôi đẩy. Ê, bỏ con giò tiếp chứ, hai giò đâu có xuống được. Rồi đó. Tiếp tục nha anh em, tiếp tục đi kiếm mồi nha anh em. Không biết chuyến này có được khá hơn chuyến rồi không, chứ chuyến rồi có một con à. Chuyến này hy vọng sẽ nhiều hơn. Chắc nhiều hơn là phải. Tôi thấy cái đài nó nhúc nhích. Có không anh hai nói chuyến này sẽ khá hơn. Chắc khá quá. Hy vọng sẽ khá hơn. Anh em ơi, chúng ta cùng một bài ca. Ê, có mồi. Đó kìa. Có uy tín, có uy tín. Có uy tín nha, có uy tín nha. Đậu vô. 10 hả bảy? Là mày hả bưởi? Ồ. Có đồ anh em ơi, Ồ. Có được không? Có chứ. Có. Thôi thì mấy con mồi ha, cái này là con mồi chứ không phải là con mồi, không phải. Con mồi. Đâu? À, có mồi luôn, có đồ luôn. Trời ơi, quá trời bội thua anh em ơi, chết rồi. Chứ ngày chắc ở Cà Mau 3 ngày nữa mới về quá anh em ơi. Nó có, để tôi bóp đầu nó nữa. Có mồi nha. Cua biển. Có chừng cái giò đó. Không sao đâu. Đó, nó bò đó thấy không? Cái này trên thực tế mà đâu có chối. Có mồi nha, có mồi nha. Ờ, con này có một tay à. Cái này bỏ mang cá vô lại nha. Ha. Rồi, bỏ vô, bóp đầu vô, làm mồi tiếp, này. Trời ơi. Rồi, sáng mai là khi bỏ, à. Sáng mai anh em bỏ bao đem về chứ mà còn mà cái túi sách là không đủ nha. Mà đâu có sáng mai đâu, chơi phải chơi một tuần. Đúng rồi. Mẹ cứ còn mồi là còn chơi. Đúng rồi. Còn mồi chơi tới 1 mét. Trời tới 1 mét luôn anh em ơi. Quá trời quá đất luôn, cua một tay hai tay quá có trời. Có tôm nữa nè. Có tôm luôn hả? Có nè. Trời có ơi dữ vậy. Rồi. Trời ơi có tôm thẻ nữa anh em ơi. Rô cua rồi. Vô. Ủa cái này thưa hay khích à? Khích. Cái này khích hả? Ủa cái này khích. Cái này khích. Có bỏ cá nữa thấy không? Thấy cá không? Quá đâu á. Rồi. Anh em ơi. Ê, cô cái đầu là túm cái đầu là túm. Có chưa? Dễ gì. Trời ơi cái lú Khải gắt ngồi xuống gắt nè. Hồi nãy là cái lú này đâu có mồi, chỉ có để thức ăn thôi phải không? Đúng rồi. Vậy mà còn nhiêu đó rồi á. Còn bây giờ là cái lú kia là có mồi nữa là khác nữa nha anh em. Yeah. Quá trời quá đất vậy. Với nó Cà Mau nói là cuộc sống đây. Trên bờ thì có gà, có vịt, có chim, có cò. Xuống dưới nước thì có tôm, có cua. Trời ơi, thứ gì chịu nổi. Dân ăn nhậu mà về Cà Mau thì đâu có biết đường về đâu. Từ khi nào mà chủ nhà đuổi về thôi, chứ giờ về rồi hết mồi làm sao hết mồi được anh em ơi. Trời ơi, gà rải thức ăn như này. Oh my god. Chết luôn. Có nghe không? Giữ con à. Rồi, là tiếp tục. Cà Mau. Nghe nói Cà Mau xa lắm, nhưng đi rồi thấy gần lắm. Thấy luôn. Tiếp tục lú cá lú thứ hai anh em ơi, chỉ hai lú thôi anh em, nhậu hoài không hết luôn á, mồi nhậu hoài không hết luôn. Đã không ăn á. Quá trời quá đất. Ủa đâu rồi? Hồi nãy như ghim trong bờ á, nhớ hồi nãy ghim trong bờ. Lộn chỗ rồi. Ủa nó lột phải gì không mấy? Em đâu biết đâu. Nè. Ủa con nào lột? Sao có vỏ cua ta?
Thì má ngồi trong đó nhậu em ru luôn. Tiếp tục cái lúa thứ hai nha anh em. Trời ơi quá trời quá đất luôn. Hai. Cái lúa này sao nó im quá hả? Ừ. Cái lúa này sao nó chỉ chân chạy. Cố lên. Hay có tôm càng nè. Có nha, cũng có nha. Cũng có nhưng mà thả lại nha. Mình kiếm cái con khác, mình kiếm cái con bé na cua. Không có rồi. Trời. Cái này hiêu rồi ông ấy ơi. Cái này bị thất bại. Lên gò má lạng. Lên gò. Ừ. Nhưng mà hôm sau nha, nhưng vẫn hàng tiếp ha, kết thúc nha anh em.